Thì bữa nay bắt đầu trồng lúa sam, bắt đầu thu hoạch hết mọi con. Thì nói chung thì lúa này đứng đó, nhưng mà mới quất mấy đám mưa rồi nằm như hết nè. Đa số sạch nhiều lắm. Hiện nay do cái vấn đề, trong cái vấn đề cây của bà con á, thứ nhất là vấn đề yếu cây, thứ hai là yếu bộ rễ, thứ ba là bị cháy gầy. Nói chung là có mấy nguyên nhân trầm trọng thôi, thì do cách mình xem tình hình rồi mình xử lý á. Thì lúa sập này cắt thì đương nhiên cái chi phí cắt nó phải cao đó con ơi. Thì quan trọng là cái giá lúa thì bà con mình lên giao lưu ha. Thì đồng lúa sam nói chung thì cũng trừ cái chi phí chuyên chở nên là cái giá thấp hơn là ngoài kinh tới 100 đến 200 đồng hết con, nó tùy. Và hiện tại giá lúa thì nó rất là sụt hết con. Đây thì do cái lúa Campuchia về quá về rồi. Đó, ở trên cam cứ dồn về không mà giết cái nông dân mình đây lúa thắt thì chết luôn. Tại vì mình đây là dùng hạ nguồn. Đó. Cái nguồn nước mình xài nó không có phù sa đâu, với lần này lúa nó thắt nữa, lúa cam về nữa nên là cái giá lúa mình nó bị rớt. Hiện tại trồng chắc cũng bộ mà ha. Ở đây thì bà con ta lấy cọc, bà hả lấy cọc cao, nhưng mà đợt này chắc cũng phải có sinh ra gai đó bà con ơi. Thì chỗ bà con giá lúa biết cái nào, chỗ này thì giá lúa thì nó trung bình cũng đối với giống hộp bự á, 380, 34 là 504 rồi, thì nó dao động khoảng 8.000 đến 82 hết bà con, nó trung bình đó đó. Còn đối với giống 5451, 5451 thì dao động khoảng 8.500 đến 8.600 ha. Còn giống OM18 đầy thơm rồi đó, giống hộp dài á, giống OM18 đầy thơm đó dao động khoảng 86 đến 88 ha. Có thể là 89, nhưng mà 89 chắc lên không nổi quá, hiếm, tại vì vô đợt này mưa gió nhiều nè, nó trung bình 86, 88 thôi đó. Thì vô đợt sau này dài quất dài cơn mưa nữa thì chắc lúa nó cũng sững rồi bà con, với lúa giờ cũng hết rồi. Mà lúa đây thì bà con mình đây rất là thắt ha, nó công điện khoảng 6 bao vậy, không có nhiều đâu, biết chết luôn. 6 bao 7 bao cho mình khoảng 300 đến 400 kg. Mà nhờ được cái giá lúa này thì nó cũng đỡ đỡ, nhưng mà thật sự nó cũng không có lợi nữa. Có một số bà con lỗ năm nay là đứt đường hết trơn luôn, lông dễn trơn luôn. Thì giá lúa trên 8.000 này nói chung thì cũng đỡ khổ rồi, nhưng mà như là cũng kiểu như đỡ lỗ thôi mọi, chứ thật sự là lợi nó không có lợi. Nên bây giờ nông dân mình làm lúa nó khó khăn quá, lúa sập hết trơn.